Thì mình sẽ chữa cho ông ta cái đề dự đoán trúng tủ nha, dự đoán trúng tủ, nhưng ta lại chữa thì có hack, có nghĩa là hack đề dự đoán trúng tủ. Ok, còn comment đáp án với thầy mình nhá. Câu số 41 ạ. Chất nào sau đây tan trong nước tạo thành dung dịch có màu vàng? Úi rồi ôi, ngay lập tức cái câu dự đoán trúng tủ này đấy là đã, thầy nghĩ rằng là nhiều bạn sẽ là toang ở ngay cái câu số 1 này thôi, ở ngay cái câu số 1 này thôi nhiều bạn sẽ bị toang đấy. Gì ạ? Chất nào sau đây tan trong nước mà lại tạo thành một cái anh hỏa dung dịch mà lại có màu vàng được các em? Đấy, thế nó mới hay. Thế làm được câu này mới xứng đáng học trò thì mình chứ. Úi rồi, ngay câu 1 nhỉ, ngay câu 1 đã làm cho chúng ta có cái sự gọi là lát nhẹ. Nào, bao nhiêu bạn biết câu 1 đáp án gì ạ? Đấy, có các bạn bảo này, này. Nhớ mỗi FM màu vàng đi thi này toàn. Đúng không? Các bạn chú ý cho thầy này. Các bạn chú ý này, bạn nào quên chú ý nhá. Dung dịch muối sắt 3. Muối sắt 3 cộng thì có màu vàng, các bạn nhớ chưa? Nhớ chưa? Nếu nhớ rồi chấm cái. Nhớ chưa? Đấy, màu vàng C nhá. Vậy thì cái anh CFE2S43 lần ngậm chín nước ấy, tan trong nước tạo thành muối sắt 3. Ok. 42 ạ. Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh ạ? Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh ạ? Nào. Trong này chất nào là chất điện ly mạnh ạ? Thế các bạn cần nhớ cho thầy ạ. Đấy là gì ạ? Chất điện ly mạnh nó là cái chất axit mạnh, bazơ mạnh và muối. Đúng không ạ? Đấy, mình có này. Vậy mình sẽ có này, nước là chất điện ly yếu, Ca5OH là chất không điện ly các bạn nhé. Ca3COH là chất điện ly yếu. Vậy chất điện ly mạnh của chúng ta ở đây nó chỉ có thể là KOH. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A. Các bạn nhớ chưa? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu 43. Câu 43. Polymer nào sau đây được sử dụng làm chất dẻo ạ? Úi dồi ôi, câu này cũng hay này à. Polymer nào sau đây được sử dụng làm chất dẻo ạ? Úi dồi ôi, câu này toang một cục luôn. Polyacrylonitrile có phải là chất dẻo không? Không nhá. Nó là tơ. Được chưa? Nitron. Đấy, tơ thì không phải là chất dẻo nhá. Vậy polybutadien có phải là chất dẻo không? Có phải là chất dẻo không ạ? Cũng không phải. Polybutadien nó là cao su các em nhá. Nhớ chưa? Cellulose có phải chất dẻo không? Không, nó là gỗ sao chất dẻo nữa. Đúng không? Loại. Vậy chất dẻo của chúng ta đó là polyethylene, các bạn nhớ chưa? Polyethylene là chất dẻo. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C các em nhá. Các bạn nhớ đấy, những bạn nào làm sai gõ C. Được chưa? Những bạn nào làm sai gõ C để không bao giờ sai nữa. Còn những bạn làm đúng cũng gõ C để mình nói in sâu trong não chúng ta. Những câu này rất cháy. Câu 44 ạ. Chất nào sau đây ạ vừa phản ứng với HCl và vừa phản ứng với NaOH ạ? Chất nào sau đây ạ vừa phản ứng với HCl và lại vừa phản ứng với NaOH ạ? Thế thì nó phải có tính lưỡng tính đúng không? Thế thì trong này thằng nào có tính lưỡng tính? Câu hỏi đơn giản đấy thôi. Trong những chất này anh nào có tính lưỡng tính? Thì mình sẽ thấy ở nhóm COH thì đớp nhau với NaOH. Và nhóm NH2 thì đập nhau với thằng HCl. Vậy đáp án đúng của chúng ta là câu 44 đáp án gì ạ? Đáp án A. Quá đơn giản. 44 đáp án A các em nhé. Quá dễ dàng. Câu 45 ạ. Nào 45 ạ. Để thu được kim loại đồng từ dung dịch COS số 4, theo pháp thủy luyện thì có thể sử dụng kim loại nào sau đây? Để thu được kim loại đồng nhá, từ dung dịch COS4 theo pháp thủy luyện. Thủy luyện là gì ạ? Bao nhiêu bạn nhớ thủy luyện là gì ạ? Phương pháp thủy luyện là gì các em? Thủy luyện là chúng ta sử dụng một anh kim loại mạnh để đẩy một anh kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối của nó. Nhưng lại không nên sử dụng những anh mạnh quá. Mình không nên sử dụng natri tại vì natri tác dụng với nước ở điều kiện thường. Mình không nên sử dụng canxi tại vì canxi cũng tác dụng với nước ở điều kiện thường. Đúng chưa? Bạc thì nó có đẩy được đồng không? Bạc nó yếu đồng làm sao nó đẩy được đồng? Đúng không? Vậy ở đây mình sẽ có là để điều chế được kim loại đồng từ dung dịch COS số 4, chúng ta theo pháp thủy luyện chúng ta chỉ có một cách duy nhất, đó là sử dụng kim loại kẽm mà thôi các em ạ. Nhá. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C. Ok chưa? Kim loại kẽm. Câu 46. Câu 46 ạ. Phản ứng giữa methanol với axit acetic. Vậy mình lại phải nhớ lại methanol công thức là gì ạ? CH3OH. Acid acetic công thức là gì ạ? CH3
COOH. Vậy này, vậy là đun nóng nhẹ thì mình sẽ thu được este có công thức là CH3 este ta sẽ có công thức là CH3 COO CH3. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B, bò các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, bò. Câu 46 đáp án B, bò. 47 nào các em. 47 một câu khá là hay, một câu khá là cháy mà thầy nghĩ rằng là rất rất nhiều bạn sẽ gặp phải câu 47 này. Kim loại M tác dụng được với dung dịch HCl. Ngon. Vậy để điều kiện đầu tiên để một anh kim loại ấy, mà nó tác dụng được với dung dịch HCl ấy, thì khi và chỉ khi là anh kim loại đấy đứng trước hydro trong dạng điện hóa. Được không ạ? À vậy là anh kim loại này yêu cầu đầu tiên là nó phải đứng trước hydro trong dạng điện hóa. Vậy anh nào đứng trước hydro trong dạng điện hóa? Loại ngay thằng bạc là đứng sau, được chưa? Còn lại magie, sắt và canxi thì đều được. Nhưng mà tiếp tục này, đề bài yêu cầu này, oxit của nó bị khử bởi CO. À, điều kiện tiên quyết để cái thằng oxit bị khử bởi CO ấy thì khi và chỉ khi là anh kim loại đó phải đứng sau gì? Đứng sau nhôm trong dạng điện hóa. Vậy mình đọc luôn, khi nào ba cần mua áo à, magie đứng trước, canxi đứng trước. Vậy đứng sau nhôm chỉ có anh nào thôi các em? Đứng sau nhôm chúng ta chỉ có thằng sắt thôi. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C các bạn nhé. Đáp án C ạ, 47, đáp án C ạ. 48 à. Các bạn cũng comment đáp án cho thầy câu 48 ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi hack đề dự đoán chuẩn trúng tủ của thầy Minh Mialin. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi này thả tim cho thầy Minh thật nhiều ạ. Và nhớ là chia sẻ về buổi học này lại về tường và tag giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều ạ. Câu 48 ạ. Chất nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường mà lại tạo thành dung dịch có môi trường kiểm? Chất nào sau đây ạ dễ tan trong nước ở điều kiện thường mà lại tạo thành dung dịch có môi trường kiểm? NaCl là trung tính, bỏ nó luôn đi. Đúng không? Al2O3 không tan trong nước đâu. MgO hai lần là kết tủa màu trắng cơ mà. Vậy tan trong nước ở điều kiện thường mà tạo thành dung dịch ấy mà nó lại có môi trường kiềm ấy thì nó chỉ có thể là K2O mà thôi. Bởi vì K2O nha, tan trong nước nha, nó tạo thành KOH nha các bạn nha. Và KOH chắc chắn là có môi trường kiềm rồi. Vậy đáp án chính xác nhất câu 48 của chúng ta đó là đáp án B các em nha. Câu 49 ạ, những câu lý thuyết cực kỳ chóe luôn. 49 ạ, phenol không phản ứng với chất nào sau đây ạ? Phenol ạ, không phản ứng với chất nào sau đây ạ? Chúng ta phải lưu ý ạ, phenol nó sẽ có tính gì ạ? Đầu tiên mình nhắc lại định nghĩa của phenol. Phenol là tập hợp những cái anh hợp chất hữu cơ chứa vòng benzen và OH đính trực tiếp vào vòng. Đây, phenol đây. Dãy đồng đẳng đấy ạ, dãy đồng đẳng phenol đấy ạ. Vậy phenol của chúng ta có tính gì các em? À đúng rồi, tính axit yếu nha. Ở tính axit yếu thì chắc chắn nó phản ứng với natri. Chắc chắn phản ứng với NaOH. Ngoài ra cái nhóm OH là nhóm thế no. Nó sẽ tác động lên vòng benzen, nó làm cho anh phenol có khả năng ưu tiên phản ứng thế. Nên phenol tác dụng với brom cũng tạo thành kết tủa màu trắng. Được chưa? Vậy đề bài bảo không phản ứng với chất nào sau đây? Thì chắc chắn của chúng ta đó là không phản ứng với NaHCO3 rồi. Vậy đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C. Rất dễ. Câu 50 ạ. Câu 50 ạ. Trong tất cả các kim loại Wolfram là kim loại như thế nào? Úi dồi ôi, dễ chưa? Trong tất cả các kim loại thì Wolfram là kim loại như nào? Này thấy có một mẹo nhớ nhỏ nhỏ cho các bạn này. Wolfram các bạn nhìn này. Viết nó có trông giống dây tóc bóng đèn không? Về kép viết trông giống giống dây tóc bóng đèn không em? À thế thì vậy là Wolfram là được ứng dụng để làm trong dây tóc bóng đèn các em nhỉ? Vậy thì nó sẽ có nhiệt độ nóng chảy như thế nào ạ? À nhiệt độ nóng chảy không thể thấp nhất được đâu. Wolfram nó phải là anh mà có nhiệt độ nóng chảy nó phải làm sao? Cao nhất. Nhá. Nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Vậy đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã vừa rồi comment đáp án C nhá. Tuyên dương tất cả các bạn và các em. Và những bạn nào mà chưa làm được C thì nhớ cho thầy V kép viết xoáy xoáy trông giống dây tóc bóng đèn. Và dây tóc bóng đèn thì nó phải nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Ok chưa? Tiếp tục ạ, câu 51 ạ. Câu 51. Kim loại sắt mà tác dụng HNO3 đặc nóng dư thì thu được muối nào sau đây ạ? Kim loại sắt mà tác dụng HNO3 đặc nóng dư thì thu được muối nào sau đây? Đấy, các bạn lưu ý cho thầy mình nha. Kim loại sắt ạ, H3 đặc nóng dư thì sắt nó phải lên sắt dương mấy? Nào, sắt lên sắt dương mấy ạ? Dương mấy các em? Chính xác,
Do HNO3 đặc đóng dư có tính oxy hóa cực kỳ mạnh nên chắc chắn sắt của chúng ta nó phải lên sắt dương 3. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B, bỏ rất dễ dàng. Câu 52. Tơ nitron dai bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải, may quần áo. Tơ nitron được điều chế trực tiếp từ chất nào sau đây ạ? Nitron là đi từ gì? Phản ứng trùng hợp. Vinin cyanua. Vinin cyanua nha, kèm nha, trùng hợp ạ. À. Đấy. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác N lần để tạo thành CH2, CH, CN, tất cả N lần, được chưa? Vậy được tổng hợp trực tiếp từ CH2 nối đôi CHCN. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án A. Câu 53. Số nguyên tử carbon trong phân tử axit panmitic. Úi dồi, câu này hay dã man luôn, hay dễ sợ luôn. Số nguyên tử carbon có trong phân tử axit panmitic nào, bao nhiêu bạn còn nhớ công thức phân tử của axit panmitic? Các bạn comment xuống cho thầy xem nào. Xem nào, công thức phân tử của axit panmitic nào. A, công thức phân tử của axit panmitic là gì ạ? Là gì các em? C gì ạ? C15H31COOH, đúng không? C15H31COOH. Thế đố các bạn biết là anh này có bao nhiêu carbon ấy, cứ comment nhanh carbon xuống xem nào, xem bị lag không. Này, đầy đứa lag nhá, đầy đứa lag đấy. Bao nhiêu? Này, ối đứa tô 15 đấy. Này, ối đứa tô 15A đấy. Ngồi phòng thi các bạn có dám chắc chắn là mình không bị lag như thế không? Đúng không? Nhưng nó phải đúng là gì? 15 cộng 1, 16 mới là đáp án chính xác của các em nhá. Thầy Tuyên Dương tất cả các bạn đã chọn đáp án ý C, câu 53 là đáp án chính xác. Đấy, Tuyên Dương tất cả các em. Câu 54 ạ. Câu 54. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn? Kim loại nào sau đây ạ thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn? Thế thì muốn làm được cái câu này ấy, chúng ta phải nhớ được cái bài thơ của thầy Minh nhá. Những bạn nào mà không chọn được ngay ấy, nhớ bài thơ này. Bé mang cây súng bắn ruồi. Được chưa? Bé mang cây súng bắn ruồi. Nhôm không phải, natri không phải, sắt không phải, mà đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D, magie. Ok chưa? Câu 55 ạ. Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch COS4 thì có cái tủa màu gì ạ? Úi dồi ôi, dễ quá nhỉ. Nhưng mà bây giờ mình lớn rồi, mình sắp đi thi rồi, thì giờ mình phải làm cái này này. OH trừ cộng với lại CO2 cộng các em nhá, để tạo thành gì? COOH hai lần, kết tủa màu trắng xanh nhá. Kết tủa màu trắng xanh. Vậy thì nó là kết tủa gì ạ? Kết tủa màu xanh. Úi dồi ôi, nhiều đứa tô kết tủa màu đen ạ, toàn nhờ. Thôi hôm nay có thầy Minh rồi, thầy Minh dạy thì chắc chắn là các bạn sẽ nhớ được nhá. Nếu mà bạn nào mà comment sai thì comment lại đi. Comment lại đi. COH hai lần, kết tủa màu trắng xanh. Đấy, comment lại một cái cho nó nhớ. Câu 56 ạ. Chất nào sau đây là muối trung hòa? Nào, chất nào sau đây là muối trung hòa? Thế muối trung hòa là gì? Muối trung hòa là muối mà gì ạ? Mà anion gốc axit không có khả năng phân ly ra hydro. Anh này còn H bỏ, anh này còn H bỏ, anh này còn H bỏ. Vậy muối trung hòa ở đây của chúng ta chỉ có thể là một anh duy nhất thôi. Đó là anh NH4Cl. Rất dễ dàng. Câu 57 ạ. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Ui, dễ như ăn cháo luôn các bạn ạ. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính ạ? Anh nào ạ? Anh nào có tính lưỡng tính nào các em? Nhanh tay khẩn trương xem nào. Anh nào lưỡng tính? FeO là không thể lưỡng tính được rồi nhá. FeOH 2 lần càng không nhá. A là 2S4 3 lần cũng không nhá. Vậy tính lưỡng tính ở đây của chúng ta là chỉ có thể là anh nào thôi? Chỉ có thể là anh ALOH 3 lần thôi. Nó là hydroxit lưỡng tính. Các bạn nhớ chưa? Nó là hydroxit lưỡng tính. Câu tiếp theo ạ. Câu 58. Câu 58 ạ. Trong công nghiệp, trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện? Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện? Thế các bạn nhớ cho thầy nhá, nhiệt luyện là chuyên sử dụng để nhá, chuyên sử dụng để điều chế các anh kim loại đứng đằng sau anh nhôm. Được không ạ? Vậy này, nhôm là không thể nhiệt luyện được, mà nhôm là phải điện phân nóng chảy. Magie không thể nhiệt luyện được, magie là điện phân nóng chảy. Natri không thể nhiệt luyện được, natri là điện phân nóng chảy. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án gì ạ? Đó là đáp án sắt nhá. Sắt thì được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện. Ok chưa? Đáp án đúng chính xác nhất của chúng ta
Đó là đáp án D các em ạ. Đáp án đúng chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án D. Câu 59 ạ. Carbohydrate nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Úi dồi ôi, câu này quá đơn giản luôn. Carbohydrate nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Monosaccharide chúng ta chỉ có hai anh thôi. À, các bạn có nhớ không? Hai nào ạ? Hai nào là monosaccharide ạ? Gì nhỉ? Gì nhỉ? Glucose là 1 và fructose là 2. Hai thằng này là monosaccharide. Vậy ở đây mình sẽ bỏ tinh bột là polysaccharide kem nhá. Nhớ chưa? Tinh bột là polysaccharide. Saccharose là disaccharide. Amylose là polysaccharide. Vậy carbohydrate thuộc loại monosaccharide chúng ta chỉ có thể là thằng glucose. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án A, glucose. Câu 60 ạ. Câu 60. Chất nào sau đây phản ứng được với NaHCO3 trong dịch mà sinh ra được khí CO2? Chất nào sau đây ạ phản ứng được với NaHCO3 trong dung dịch nhé mà sinh ra được khí CO2 nhé các em nhé? Thế thì anh nào ạ? NaHCO3 là một thằng có tính lưỡng tính, bởi vì bên trong của nó có HCO3 trừ. HCO3 trừ lưỡng tính 100% luôn. Thế thì HCO3 trừ này, về mặt bản chất bạn nào quên này, HCO3 trừ tác dụng với H cộng để tạo thành CO2 và H2O. Vậy trong này anh nào cũng có H cộng? Thằng này không, thằng này không, thằng này cũng không. Vậy đáp án chính xác nhất của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án B, bò mà thôi các em. Đáp án chính xác nhất của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án B, bò mà thôi. Câu 61, câu tính toán đầu tiên. Câu 61 này chúng ta có một vài cái skill giải rất nhanh. Số mol của CO2 là 0,02. Số mol của Ba OH hai lần là bằng 0,15. Đúng không? Mình sẽ có là số mol OH trừ chia cho số mol CO2 bằng 0,15 nhân 2 là 0, sorry đây là 0,015 ạ. 0,015 nhân 2 chia 0,02 thì bằng 1,5, lớn hơn 1, nhỏ hơn 2, tương ứng với việc tạo thành hai muối BaCO3 và BaHCO3 hai lần. Thì ghi lỗi, đây là BaCO3 ở đây và BaHCO3 hai lần ở đây ạ. Mình đặt anh này là A, anh này là B ạ. Mình sẽ có hệ phương trình ạ. Hệ phương trình này đầu tiên mình đi bảo toàn bari A cộng B. A cộng B thì bằng số mol BaCO2 lần là bằng 0,015. Và bảo toàn carbon A cộng 2B. A cộng 2B bằng số mol CO2 là 0,02. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm ra được A bằng B bằng B chúng ta bằng 0,005 và A chúng ta sẽ bằng 0,01. Đúng không ạ? A bằng 0,01. Vậy đến đây mình sẽ tìm được kết tủa đây ạ. A bằng 0,01 và nhân với 197 bằng bao nhiêu các em? Bằng 1,97. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án B các em nhá. Một câu tính toán rất là dễ dàng. Câu số 62 ạ. 62. Câu này tính toán cũng dễ. Các bạn nhìn skill của thầy Minh nhá. Bạn nhìn kỹ skill của thầy Minh này. Này, tính toán cho câu 62 này. Glycine này phân tử khối bằng 75. Vậy mình sẽ tìm được số mol gly là 75 chia 7,5 chia cho 75 thì bằng 0,1. Tác dụng với lại KOH vừa đủ thì mình sẽ thu được gly bỏ 1 hydro cộng 1 kali. Bảo toàn 0,1, đến đây là xong rồi. Mình sẽ có M muối này. M muối này các em ạ, chính bằng khối lượng của gly này trừ 1 hydro cộng 1 kali. 0,1 nhân mở ngoặc, gly là 75 trừ 1 cộng 39 là bằng cộng 38. Kết quả bằng bao nhiêu đây ạ? Bao nhiêu đây? Bao nhiêu đây ạ? 75 cộng với 38 bằng nhân 0,1. 75 này cộng 38 bằng nhân 0,1 bằng 11,3 gram các em ạ. 11,3 gram. Vậy đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C. Rất dễ dàng, đơn giản. Câu 63. Thủy phân 27,36 gram xác. Các em ơi, các em nhớ cho thầy phân tử khối của xác nhé. Phân tử khối của xác là bao nhiêu ạ? Các bạn có nhớ không ạ? 27,36 chia bao nhiêu? 342. Cháu nào mà học thầy Minh, bạn nào học thầy Minh là biết ngay nhờ. Bằng ạ 0,08 mol. Trong môi trường axit hiệu suất 80% là 0,8. Một xác thì thủy phân ra 1 glu và 1 fructose. Được chưa? Vậy mình sẽ có này, số mol glu 0,08 nhân 1 là 0,08. Thuận nhân nhân hiệu suất là nhân 0,8. Vậy ra được số mol glu nhân 0,8 nhân 180 ra được khối lượng bằng 11,52 gram. 11,52 gram. Vậy đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án A, 11,52. Rất đơn giản. Câu 64. 64 nào các em? Phương trình hóa học nào sau đây là không đúng? 64. Phương trình hóa học nào sau đây là không đúng ạ?
H24 cộng với FeO tạo thành sắt dương 2, chính xác. H24 loãng cộng Fe2O3 tạo thành Fe2S4 3 lần, chính xác. H24 đặc cộng FeO thì tạo thành Fe2S4 3 lần cộng S2 cộng nước, chính xác. H24 đặc cộng Fe2O3 tạo thành Fe2S4 3 lần nhưng không thể sinh ra được S2, bởi vì Fe2O3 này tính oxo mắc rồi, nó không sinh ra được S2 được, bởi vì nó làm gì còn tính khử đâu. Vậy sai là dê các em nhá, sai là dê ạ. Thấy chưa? 65. 65 ạ. 65 các bạn chọn đáp án gì thì mình nhìn nào. 65 ạ. Thủy phân hoàn toàn tinh bột. Nào, thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng thu được hợp chất hữu cơ X. Nào, thủy phân hoàn toàn tinh bột nhá, trong dịch axit vô cơ loãng thu được chất hữu cơ X. Thủy phân tinh bột thì thu được X chắc chắn là glucose. Glucose ạ. Lên men X thu được hữu cơ Y, chất hữu cơ Y, vậy Y chắc chắn là C2H5OH bởi vì lên men. Vậy đáp án đúng chúng ta, X là glucose, còn Y là ethanol các em nhé. Y là ethanol. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Câu số 66 ạ. Câu số 66 ạ. Các bạn chọn đáp án gì ạ? 66 nào. 66 nào. Chất X là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu, cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa. Vậy nó chỉ có thể là một anh duy nhất thôi, đó là polyvinyl clorua các em nhá. Polyvinyl clorua, đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án gì? Câu số 67 ạ. Hòa tan hết 4,84 gam hỗn hợp gồm Al2O3 này, Fe này vào dung dịch H2SO4 loãng dư này, thu được này khí hydro này 0,025 mol khí hydro. Vậy ở đây mình sẽ có này, một sắt sinh ra một hydro. Vậy số mol sắt là 0,025. Vậy mình tìm được khối lượng của Al2O3 luôn là 4,84 trừ đi 0,025 nhân 56 bằng bao nhiêu đây ạ? 3,44 gam. 3,44 gam Al2O3. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C. Câu 68 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Câu 68 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Chất béo thì tan tốt trong nước, sai, chất béo không tan trong nước. Chất béo là triete của glycerol với axit béo, đúng nhỉ? Câu 68 này, chất béo là triete của glycerol và axit béo, chính xác luôn, chọn B luôn. Câu 69 ạ. Tiến hành các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm thu được kim loại là, đây bắt đầu là câu đếm lý thuyết rồi đây. Nào, điện phân nóng chảy NaCl chắc chắn thu được kim loại natri, một cháo nhá. Cho bột magie dư, bột magie dư thì chắc chắn thu được sắt, hai cháo. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeNO3 hai lần, mình sẽ thu được bạc, ba cháo. Đồng với Fe3O4 tỷ lệ mol 1:1 vào dung dịch HCl dư thì ở đây mình sẽ có đồng này cộng với này Fe3O4, đây là 1, đây là 1, Fe3O4 thì tan HCl sẽ thu được FeCl2 là 1 và FeCl3 là 2. Một đồng thì tác dụng với 2 sắt 3, vậy là tan sạch, tan sạch sẽ luôn nhá. Vì vậy nên ở đây khi mà đồng mà nó tan sạch sẽ luôn ấy thì ở đây mình sẽ có câu 69, mình sẽ không thu được kim loại. Vậy 69 mình chỉ có A, B và C, ba anh thu được kim loại thôi. Nên đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D các em nhá. Đáp án D ạ. Câu số 70. Câu số 70. Số chất mà tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit khi đun nóng là. Số chất mà tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit khi đun nóng là. Este là 1, đúng không? Triolin là 2, chất béo. Tinh bột thủy phân môi trường axit là 3. Gliala là 4, đúng không ạ? Vậy là cả 4 chất đều bị thủy phân trong môi trường axit các em nhá. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C. Câu 72 ạ, một câu tính toán cũng dễ dàng luôn. À, xuất hiện câu 71, một câu tính toán dễ dàng. 71. Cho 0,1 mol amino acid amino acetic, nó chính là gì ạ? Acid amino chính là glycine 0,2. Tác dụng với KOH. KOH số mol 1 nhân 0,25 bằng 0,25. Thì chắc chắn ở đây mình sẽ thu được gly trừ 1 hydro cộng 1 kali, và kiểu gì cũng có KOH dư. Do bảo toàn gly đây này là 0,2 thì bảo toàn kali 0,25 trừ 0,2 thì bằng 0,05 thôi. Vậy mình tìm được khối lượng muối khan chính là tổng khối lượng của hai này. Vậy tổng khối lượng bằng 0,2 nhân mở ngoặc đơn này 75 cộng 38, đúng không? Cộng 0,05 nhân với 56 bằng 25,6 gam ạ. 20 ố oh, sao? À đây
cộng 38 này bấm thành 39 bằng 25,4 gram. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B kèm nhá. Đáp án B bỏ 71, đáp án B. Úi dồi ôi, câu 72 điện phân đánh dấu để lại tí giải sau. Câu này căng đấy. Úi dồi ôi, câu 73 câu axit siêu khó này để lại tí nữa làm nhá. Ok chưa? À từ từ. Đề bài hỏi muối khan nhỉ? Sorry ạ, đề bài hỏi muối khan phải không tính cao hắt đúng không? Đề bài hỏi muối khan không tính cao hắt các em ạ. Vậy là chỉ có là 0,2 nhân mở ngoặc đơn 75 cộng với lại 38 thôi bằng bao nhiêu? 2,6 thôi. Đáp án A, đề bài hỏi muối khan. Thank you tất cả các bạn và các em đã nhận ra lỗi lầm của thầy. Cảm ơn các em. Muối khan không tính ở cao hoạt động. 72, 73 để lại tí giải. 74 nào. Cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là, số phát biểu đúng là nhá, trong phân tử ethanol mạch hở thì không chứa liên kết pi, sai. Trong chức CO có. Thủy phân hoàn toàn xác thì thu được hai loại monosaccharide, chính xác. Mình thu được alpha glu và beta group. Ở điều kiện thường, ở điều kiện thường thì alanin là chất rắn, chính xác, và dễ tan trong nước, chính xác. 74 nhá, chính xác. Tiếp tục ạ. Tơ ni lông 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng, chính xác. Trùng ngưng hỗn hợp gồm axit adipic và hexamethylendiamin. Đun nóng albumin với dung dịch kiềm dư thu được các alpha amino acid, sai. Kiềm dư thì sẽ tạo thành muối nhá. Mặc dù nó tạo thành các alpha amino acid nhưng mà alpha amino acid tác dụng với kiềm tạo thành muối. Vậy ở đây mình chỉ có B, C, D là đúng. Ba nhận định đúng. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 75 ạ. Câu 75 là một câu rất dễ. Các bạn chú ý ở đây chúng ta có phương trình chốt. X nhiệt phân tạo thành Y cộng CO2 và Y phải tác dụng với nước. Khi X nhiệt phân tạo thành Y và Y là oxit oxit bazơ. Oxit bazơ này phản ứng với nước. Được không ạ? T và R thỏa mãn sơ đồ trên. Vậy ở đây mình sẽ có này. Từ phương trình 1 thì mình nghĩ ngay đến X là CaCO3 thì Y là CaO cộng CO2, được không ạ? Vậy phương trình số 2 mình sẽ có là CaO cộng với lại CO2 cộng với nước, sorry, CaO cộng với nước thì tạo thành CaOH hai lần. Ok chưa? Bây giờ Z cộng T này thì mình sẽ có là CaOH hai lần cộng với T. T của chúng ta là NaHCO3 thì ta sẽ tạo thành là tỷ lệ 1:1 nhá. Nhá, tỷ lệ 1:1 thì sẽ tạo thành gì ạ? CaCO3 cộng với NaOH cộng với là H2O. Ok không ạ? Và ở bên dưới Q là CaHCO3 hai lần mà cộng với lại 2 NaOH, R là NaOH để tạo thành CaCO3 cộng với lại Na2CO3 cộng với lại 2H2O. Ok chưa? Vậy mình sẽ có T của mình ạ là NaHCO3 và R của mình là NaOH. Ok. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án B, bỏ NaHCO3 và NaOH, rất dễ dàng. Câu tiếp theo, câu 76 này đánh dấu để lại thôi, tí nữa giải, nhìn khoai lắm nhờ. Câu 77 ạ, 77 giải được. 77 giải được nhưng mà tí nữa giải. 77 trông cũng sợ sợ, tí giải nhờ các em nhờ. Bây giờ mình đi ăn hai câu thực tế ở đây này. Ăn hai câu thực tế ở đây kiểu gì chẳng có hai câu thực tế, ăn hai câu thực tế cho nó ngon lành cành đào đã. Ok không? Bình ga loại 12 kg sử dụng các hộ gia đình chứa 12 kg khí hóa lỏng gồm propan C3H8, butan C4H10, tỷ lệ tương ứng là 2A3. Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ có này, phân tử khối 12 nhân 3 cộng 8 bằng 44 nhân 2A cộng với bao nhiêu phân tử khối này ạ? 60 nhân 3 thì bằng 12 kg. 12 kg thì bây giờ mình đổi đi thành 12.000 gram. Vậy đến đây mình sẽ có 12.000 chia cho mở ngoặc đơn 44 nhân 2 cộng 60 nhân 3 bằng đây ạ, 44,77. A bằng 44,776. Ok chưa? Vậy bây giờ này, để đun nóng 1 gram nước tăng thêm 1 độ C thì cần là 4,18 joule. Được chưa? Vậy 2,5 lít nước thì mình có 2,5 lít nước bằng 2.500 ml thì tương đương với lại 2.500 gram. Được chưa? Vậy mình có là 2.500 gram nước. Mà đề bài yêu cầu chúng ta ở đây là phải tăng lên từ 25 độ đến 100 độ là 100 trừ 25. C48 10 44 cộng 14 58 đúng rồi 58 ạ, thầy nhầm đấy ạ, 58. Sorry các em, với cái A này bị lỗi này. Cảm ơn các bạn nhá.
ấy các bạn nhắc thầy, 12.000 chia cho mẫu đơn 44 nhân 2 cộng 58 nhân 3 bằng 600, đây để 600 phần 131, 6.000 phần 131 nhá, được chưa? Vậy 2.500 gam nước thì nó sẽ tăng lên 75 độ C thì cần, đây 1 lên 2.500, 2.500 này nhân với 1 lên 75, nhân 75 này nhân 4.18 này bằng này 2.500 này nhân 75 này nhân 4.18 bằng 783750 joule thì chính bằng là 783,75 kilojoule, được chưa? Vậy tại đây bây giờ mình đi bảo toàn năng lượng. Bảo toàn năng lượng hiệu suất sử dụng nhiệt là 70%. Vậy mình sẽ có này, anh C38 là tỏa ra là 22220 nhân với số mol của nó là nhân với 2 này, nhân với 6.000 này, chia cho 131 này, cộng với này anh C4H10 này là bao nhiêu đây này, 2850 nhân với này 3 này, nhân với 6.000 này, chia 131 này, hiệu suất sử dụng nhiệt là chỉ có 70% thôi, nhân với 0.7 này thì bằng này, đề bài cho này, bằng này 783,75. Được chưa? Nào các bạn bấm cho thầy xem nào. À, bây giờ bài đề bài hỏi cái gì? Đâu rồi? Khối lượng LPG cần để đưa, đây là khối lượng khí hóa lỏng à? À, thế thì đâu cần, bây giờ chia thôi. Đúng không? Đây một bình mà, đây một bình ga đây, mình chia ra là xong. Úi dồi ôi, giải này làm gì cho mệt. Đây 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 à. Úi dồi ôi, coi cho 12 này thầy giải nó hơi bị thừa. Đây đặt 2A, đặt đây là đưa bình đây, không cần tìm A luôn, không cần lấy khối lượng luôn. Úi dồi ôi, không cần xác định khối lượng luôn. Thừa hơi, thừa hơi, thừa hơi. Mình sẽ có đây ạ, 2220 nhân 2A cộng với 2850 nhân 3, được chưa? Tất cả nhân với 0.7, thế là ra được A nhá. Mình sẽ có 783,75 chia cho 0.7 bằng, chia cho mở ngoặc đơn, 2220 nhân 2 cộng 2850 nhân 3 bằng bao nhiêu đây ạ? A bằng 0.0862. Vậy 2A bằng, vậy 2 sẽ bằng, nhân 2 bằng 0.172. 3 bằng, 3 bằng 0.0862 nhân 3 bằng bao nhiêu ạ? 0.2586. Vậy mình tìm được khối lượng luôn. 0.172 nhân mở ngoặc đơn này, nhân 44 cộng với 0.2586 nhân 58 bằng 2.566 ạ. 2.56. Vậy đáp án đúng của chúng ta, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án gì? Câu 78 đáp án gì? Câu 79. 79 còn dễ nữa các em ạ. Câu 79 còn dễ nữa. Từ m kg gạo chứa 78% tinh bột bằng phương pháp lên men điều chế được V ml dung dịch ancolytic 92%, hiệu suất đạt 100%. Từ V ml ancolytic 92% nói trên pha chế được 4.485 lít nước rửa tay. Vậy mình sẽ tìm được V của C2H5OH, nó sẽ bằng này 4.485 chứa 8% ancolytic nhân với 0.8 bằng 4.485 nhân với 0.8 bằng này 3.588, được chưa? Vậy mình tìm được V của C2H5OH 92 độ sẽ bằng V của C2H5OH 92 độ sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng bao nhiêu các em? Đây ạ, 3.588 chia cho 0.92 bằng ạ 3.9. 3.9 lít thì tương với lại 3.900 ml loại 3.900 một cháo. Thế thì để ở đây mình sẽ tìm được số mol nhá. Tại đây mình sẽ tìm được số mol của C2H5OH sẽ bằng này 3.588 này nhân với này, đây này 0.8 gam này nhân với 0.8, được chưa? Chia cho 46 là ra số mol. Được chưa? Ok chưa? 0.0624 nhân 10 mũ 3 mol, bởi vì anh này phải nhân 10 mũ 3 do nó là kg. Vậy hoàn toàn đến đây mình sẽ tìm được khối lượng của gạo. Nó sẽ bằng là
0,0624 này nhân 10 mũ 3 này. Được chưa? Chia cho 2 là ra được số mol tinh bột nhá. Nhân với 162 thuận nhân nghịch chia hiệu suất. Ở đây có hiệu suất 100%, không có gì. 78% tinh bột chia 0,78 bằng 0,0624 nhân 10 mũ 3 chia 2 nhân 162 chia 0,78 bằng 6480. 6480 gram. 6480 gram thì bằng là 6,48 kg. Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Đấy, bây giờ câu 80 cũng là một câu khó. Thế là mình đã đang để lại 80 này là một câu khó này. 77 làm ngon hơn 80. Ăn 77 trước, 77 dù sao vẫn là một câu lý thuyết, ăn nó dễ dàng hơn các em nhá. 77 á. Cho ở 77 này mình phải bắt được phương trình chốt. Phương trình chốt là phương trình 3. Ở phương trình 3 mình suy ra thằng Y chứa natri. Được không ạ? Thằng E là C4H6O4. Vậy suy ra, suy ra thằng E ST2 trước mà. ST2 trước thì nó chỉ có thể là HCOO này, CH2 này, HCOO CH2 mà thôi các em ạ. Nó chỉ có thể là vậy mà thôi nhá. Vậy thằng E như vậy thì suy ra thằng X. Thấy là thằng Y là chứa natri mà. Vậy thằng X của chúng ta nó chỉ có thể là CH2OH, CH2OH. Và thằng Y chúng ta chắc chắn là HCONA. Ok men. Y là HCONA thì suy ra T nó sẽ là HCOH. Ok chưa ạ? Ngon lành luôn nhỉ. Vậy ngay tức từ phương trình 2 mình suy ra F. F của chúng ta chỉ có thể là HCOO này, CH2 này, CH2 này, OOC này, CH2 OH, hoặc HCOO này, CH2 này, COO này, CH2 này, CH2 này, OH. Và từ đó mình suy được Z của chúng ta nó sẽ là HO này, CH2 này, COONA này. Được chưa? Vậy bây giờ mình có này. F thuộc loại chất hữu cơ đa chức đúng không? HCO này. CO đây không phải có OH rồi, tạp chức. Nhiệt độ sôi của chất T axit lớn hơn ancol linolic đúng. Phân tử khối của chất Z chứa đồng thời nhóm OH và nhóm CONA chứ không phải là CO, sai nhá. Muốn bề đúng rồi. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được CO2 và N2CO3, sai, Y cũng có hydro nên phải thu được cả nước. Chất X có khả năng hòa tan CO2 lần đó rồi xanh lam, đúng. Bởi vì nó OH đa kể, vậy mình có B và D. Chỉ có 2 phát đáp án đúng rồi, đáp án C. Ngon lành nhá. Ngon lành nhá, bây giờ mình chỉ còn một vài câu thôi này. Đấy, mình còn 4 câu ạ. Mình còn 4 câu, thì trong 4 câu này mình lên cái mức 9,25 là mình ăn câu 76 hơn. 76 dù sao vẫn nhẹ nhàng hơn nhá. Quan sát câu 76. Dung dịch X chứa N2CO3 và NaOH. Dung dịch Y chứa CHCO3 lần và NaHCO3. Trộn XY, X đây, X của thầy Minh đây, X của thầy Minh gồm đây Na2CO3 và NaOH. Y của thầy Minh đây CaHCO3 hai lần và NaHCO3. Trộn XY thì thu được kết tủa là CaCO3 4 gam là 0,04 và dung dịch Z số mol là 0,36. Nhỏ từ từ H cộng vào Z thì thu được sự phụ thuộc số mol khí và thể tích dung dịch HCl được như ở bên trong. Thế thì chúng ta nhìn này, HCl bắt đầu tạo khí là 0,14 đúng không? Mà nhỏ hơn 0,16 là số mol khí. Nên vì vậy mình sẽ suy được hỗn hợp Z của chúng ta sẽ gồm Na2CO3 và NaHCO3. Đấy, các bạn nhìn nhá. Các bạn quan sát cho thầy này, chạy đến đây H cộng từ từ vào, H cộng từ từ vào, đến tận 0,14 mới sinh ra khí. Vậy chắc chắn số mol NaH, Na2CO3 là 0,14. Vậy ngay lập tức mình sẽ tìm được số mol của NaHCO3 là tổng số mol khí là 0,16 trừ 0,14 là bằng 0,02. Ok chưa? Ok chưa? Từ đó mình sẽ tìm được số mol của CaCO3 chính bằng số mol của CaHCO3 lần bằng 0,04. Ngon nha, ngọt nước nha. Vậy từ đó mình tìm được số mol của NaHCO3. NaHCO3 mình tìm được số mol của NaHCO3 bằng cách nào ạ?
Mình sẽ có số mol của NaCO3 bằng cách đó là NaCO3 bằng bao nhiêu ạ? NaCO3 bằng bao nhiêu các em? Đấy, rất là dễ thôi ạ. Nào, đây là những cái câu nó rất là lạ nhỉ? Nó rất là lạ. Các bạn thấy sợ đúng không? Các bạn thấy kinh à? Làm gì có kinh đấy, mình bảo toàn. Đây 0.4 này, bảo toàn HCO3 trừ này. Có phải không? Không bảo toàn được, không bảo toàn được. Anh này đã biết đâu. Mình cần tìm được số mol của CaCO3 rồi, bây giờ mình cần tìm số mol của NaHCO3 thôi. NaHCO3 bằng bao nhiêu ạ? Nào các bạn cùng comment cho thầy xem nào. NaHCO3 bằng bao nhiêu? Làm sao tìm được NaHCO3? Tìm bằng cách nào ra được NaHCO3? Mới biết được mol Ca. Bởi vì làm sao? Đây này các bạn chú ý này, đây nồng độ hai thằng này bằng nhau nên số mol nó bằng nhau. 0.4. Quá đơn giản. Đúng không? Quá đơn giản. Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được VI. Đúng không? Vậy mình tìm được VI luôn. Đây ạ, 0.25m thì 0.04 chia 0.25. 0.04 chia 0.25 bằng, đây ạ, 0.16. Vậy VI bằng 0.16 lít. Ngon lành cành đào nhá. Vậy từ đó mình sẽ tìm được VX. VX thì bằng VZ trừ VI. Vậy bằng 0.36 chứ 0.16. Vậy VX bằng 0.2 lít. Ok chưa? X chứa Na2CO3 và NaOH, đặt thằng này là X, đặt thằng này là Y. Mình sẽ có phương trình đầu tiên bảo toàn natri 2X cộng với lại Y thì cộng với 0.04 thì bằng 0.14 nhân 2 cộng với lại 0.02. Phương trình thứ hai là bảo toàn carbon X cộng với 2 nhân 0.04 cộng với 0.04 thì bằng 0.04 cộng 0.14 cộng 0.02. Ui, thế cần gì? Tìm x luôn nhỉ? X bằng này, 0.04 cộng 0.14 cộng 0.02 trừ 0.04 trừ 0.08 bằng 0.08. X bằng 0.08. Vậy y bằng luôn, 0.14 nhân 2 cộng 0.02 trừ 0.04 bằng trừ 2 nhân 0.08 bằng y bằng 0.1. Y bằng 0.1. Ngon. Vậy tìm được luôn nồng độ nhỉ? Nồng độ NaOH bằng 0.1 chia 0.2 bằng 0.5. Ui, xịn luôn. Các em ơi, mình lấy 9.25 trong vòng 45 phút. Mình phải lấy như thế chứ. Mình phải lấy như thế thì mình mới đạt được khả năng đạt được 10 chứ các em. Đúng không? Bây giờ mình lấy 9.5 này, 9.5 bây giờ mình đi giải câu điện phân nhá. Mốc 9.5 bây giờ các em đi ăn cho thầy câu điện phân. Ăn câu điện phân để lên được 9.5. Được chưa? Thì ở cái bài này bây giờ cũng phải có kỹ năng Y bằng 4A. Được chưa? Vậy các bạn cùng tính cho thầy nhá. Cái dạng bài này mình có một kỹ năng, đấy là mình xét về trong xét 2895 giây từ T giây đến T cộng 2895 giây. Được chưa? Mình phải xét như thế nhá. Thì mình sẽ có là số mol E trao đổi bằng Y là 4, T là 2895 chia 96500 bằng bao nhiêu? 4 nhân với 2895 chia 96500 bằng 0.12 mol. 0.12 mol E trao đổi. Được chưa ạ? Thế thì đây ạ, trong khoảng thời gian này, đấy, mình sẽ tìm ra được là số mol đồng sinh ra. Số mol đồng sinh ra sẽ bằng là đây ạ. Đây là lượng khí, đây lượng đồng này, lượng đồng 0.03. Đúng không? Lượng đồng 0.03. Vậy mình sẽ tìm được số mol hydro. Số mol E trao đổi là 0.12 mà, 0.12 trừ đi 0.03 nhân 2 chia 2 là ra được số mol đồng. Trừ đi 0.06 bằng chia 2 bằng 0.03. Ra số mol hydro. Số mol khí của anode. Khí của anode sinh ra 0.08 cộng A trừ đi A thì bằng 0.08. Đúng chưa? Đúng chưa? Đấy, khí anốt ấy sinh ra trong khoảng thời gian này. Thế nhưng mà phải trừ đi 0.03 ở đây ạ. Ở hydro bằng 0.05. Vậy suy ra nó sẽ bao gồm Cl2 và oxy. Ok không? Suy ra nó bao gồm Cl2 và oxy. Thế thì lượng kim loại đồng này, lượng khí sinh ra này, bây giờ mình biết được Cl2 và oxy rồi. Bây giờ mình cần đi tìm, đúng không? Mình đặt anh này là A, anh này là B. Mình sẽ có hệ phương trình A cộng B bằng 0.05.
và bảo toán này ạ, 2A cộng 4B bằng 0,12. Đến đây mình tìm được A và B. A bằng, đây A cộng B nhá, 912 ạ, 1 bằng 1 bằng 0,05 bằng 2 bằng 4 bằng 0,12 bằng A bằng 0,04, B bằng 0,01. Được chưa? Ok nhá. Vậy mình tìm được clo và oxy nhá. Thì cái lúc tê dây, xét cái lúc tê dây. Xét cái lúc tê dây. Xét lúc tê dây. Thì chỉ có đồng và clo. Chỉ có đồng và clo sinh ra, nên suy ra A bằng B luôn. Ngon chưa? Vậy lúc 2 tê dây thì mình sẽ có số mone trao đổi gấp đôi lên, đúng không? Là 4A. Được không ạ? Vậy bây giờ mình xét này. Chụp. Xét chụp. K tốt, A nốt tại 2T nhá. Đồng 2 cộng biến thành đồng. Được không ạ? H2O biến thành H2. Cl trừ biến thành Cl2. Và H2O biến thành O2 cộng 4A cộng. Thế thì tại đây mình sẽ có để K tốt này. B cộng 0,03 chính là A cộng 0,03 đấy. Vậy suy ra hydro của chúng ta nó sẽ là 4A trừ đi 2A là còn 2A. Đúng không? Vậy 2A chia 2 thì đây là 4A trừ đi A cộng 0,03 nhân 2 chia 2 bằng bằng bao nhiêu đấy ạ? 4 trừ đi 2 còn 2A, 2A chia 2 bằng A trừ đi 0,03 trừ đi 0,03. Đúng chưa? Đây hydro. Anode ạ. Anode thì clo mình xác định được rồi. Đúng không? Clo mình xác định nó là A luôn rồi. Đúng chưa? Thì clo ở đây nó sẽ là A này. Đây bình điện phân đầu tiên là A này cộng thêm 0,04. Đúng không? 2T dây mà. Thì clo của chúng ta nó sẽ là A cộng với 0,04. Vậy suy ra oxy nó sẽ là 4A trừ đi 2 nhân A cộng 0,04 chia 4 và nó sẽ bằng 4A trừ 2 là 0,5A trừ 2A nhân 4 là bằng trừ 8, trừ 8 chia 4 thì bằng trừ 0,02. Đấy, ngon lành chưa? Vậy mình sẽ có số mol khí tổng thì chính bằng số mol hydro A trừ 0,03 cộng số mol oxy 0,5A trừ 0,02 cộng số mol clo A cộng 0,04. Được chưa? Và đề bài cho chúng ta số mol khí tổng bằng bao nhiêu? 85A phần 36. 85A chia 36. Vậy đến đây mình tìm được A. Quá dễ dàng và đơn giản luôn. Đúng không ạ? Mình sẽ có này. Alpha A trừ 0,03 cộng 0,5 alpha A trừ 0,02 cộng alpha A cộng 0,04 bằng 85 alpha A chia 36 bằng A bằng 0,072. Được chưa? A bằng 0,072. Vậy này, đề bài yêu cầu chúng ta là tìm T. Vậy T dây mà biết được A rồi, vậy mình sẽ tìm được số mone trao đổi nhỉ? Mình có tại T dây ạ. Đây tại T dây số mone trao đổi là 2A. 2A. Đúng không ạ? Tại T dây ấy, thì bằng IT chia F. Vậy suy ra T bằng luôn A bằng 0,072 2 nhân 0,072 nhân 96500 chia cho I ở đây là 4 bằng 3474 giây ạ. 3474 đáp án đúng đáp án B. 9,5 9,5 các em ạ. Ngon lành cành đào luôn nhờ. Yeah. Xong rồi. Đấy 9,5 rồi. Tiếp nào. Bây giờ mình còn câu ST siêu khó và một câu vô cơ siêu khó nữa, đúng không? Đúng rồi. Xử ST trước. Xử ST trước nha các em nhá. Ăn ngấu nghiến ST luôn, sợ gì. Kinh gì. Câu 73. 73 nào. Mình có này. T là ST hai chức. Mạch hở tạo ra từ bởi từ XYZ. XY là axit hai chức. XY là axit mạch hở, Z là ancol mạch hở. Được chưa?
Thế thì tạo ra từ hai axit và một ancol, nên axit này đều đơn chức và ancol này phải hai chức. Axit đơn và ancol này phải hai chức. Ok chưa? Vậy mình sẽ có này. Đặt Z của chúng ta là ROOH tất cả hai lần được không ạ? Vậy mình sẽ tìm được số mol của ROOH tất cả hai lần này. Bằng cách nào? Đây ạ, cho Z vào bình đựng natri thì bình tăng. Vậy số mol nó bằng này. 5,824. Thôi thầy để vẽ sơ đồ chúng ta dễ nhìn nhá. Thầy vẽ sơ đồ đây. Đây, T hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T. Bây giờ mình đặt đi. X và Y của chúng ta chung đi là RCOH. Ancol là CR phẩy OH tất cả hai lần. T là ST2 trước là R COO hai lần R phẩy. Đun 38,86 gam được chưa, với NaOH 0,4 thu được ancol Z là R phẩy OH tất cả hai lần. Và hỗn hợp F chứa hai muối R COH, số hai muối bằng nhau. Cho Z vào bình đựng natri thì mình có sinh ra được hydro. Số mol hydro bằng 5,824 chia 2,4 bằng 0,26 mol. Và M bình tăng 19,24 gam. Vậy mình tìm số mol này, anh này mà 0,26. Vậy phân tử khối nó luôn. 19,24 chia N bằng 74. 74 thì nó chỉ có thể là C3H8O2 mà thôi. Được chưa? Vậy Z là C3H8O2. Muối chúng ta sẽ có dạng là RCONA. Được chưa? Số mol bảo toàn luôn 0,4. Số mol nước. Số mol nước. Số mol nước của chúng ta là đốt cháy hỗn hợp ra được 7,2 gam nước. Để đốt cháy hỗn hợp F. Đốt cháy hỗn hợp F cơ. Đây đốt cháy hỗn hợp F. Đây đốt cháy hỗn hợp F này thì cần oxy 15,68 chia 2,4 0,7 thu được CO2 Na2CO3 H2O nước là 7,2 chia 18 0,4. Natri là 0,4 chia cho 2 thì bằng 0,2. Ok chưa? Số mol nước bằng 0,4. Vậy suy ra số mol hydro trong F nó là 0,4 x 2 chia 0,4 thì bằng 2. Trong F chỉ có 2 hydro nên suy ra F nó chỉ có thể là một trong hàng này, HCONA, và một thằng là CX. Hydro bằng 2 mà, nên là trung bình mà, bởi vì là tổng số mol nó bằng nhau. Anh này 0,4, thằng này 0,2, thằng này 0,2 mà. H3CONA 0,2. Đúng không ạ? Số mol oxy ở đây bằng 0,7. Thì có phải mình sẽ có là cái nhẩm nhanh cháy không? Thì phải mình sẽ có là số mol oxy là 0,7 này. Thì bằng này. Nhẩm nhanh cháy cho thầy. Số mol oxy bằng 0,7 thì có phải là mình sẽ bằng này. 0,7 bằng HCONA cháy nhá. Thì nó là 0,2 ăn 0,5 oxy cộng với anh này cháy thì là 0,2 nhân với x cộng 1. Đến đây mình tìm được x. Đúng không? 0,7 trừ đi. Từ từ ạ. 0,7 0,2 nhân 0,5 trừ đi 0,2 nhân 0,5 bằng chia cho 0,2 bằng trừ đi 1 bằng x bằng 2. X bằng 2. Ok chưa ạ? Vậy chắc chắn nó là C2H3CONA rồi. Suy ra này là C2H3CONA rồi. Được chưa? C2H3CONA. Axit đấy. Vậy mình sẽ suy được hai thằng axit rồi. Một thằng là gì ạ? HCOH. Một thằng là C2H3COH. Ok chưa? Ngon nhá. Vậy T của chúng ta chắc chắn nó sẽ là, đây T chắc chắn nó là HCOO này, C2H3 này, COO này, CH2 này, CH2 này,
CH3 này. Đây là CH thôi. Ok chưa? Nó có nhiều trường hợp của thằng này lắm nhá. Vậy mình sẽ có, mình quy đổi hỗn hợp E này của mình thành hỗn hợp gồm HCOOH với số mol là 0,2 mol, CH2 nối đôi CHCOOH với số mol là 0,2 mol, C3H6OH 2 lần với số mol là 0,26 mol. Và nước được không ạ? Khối lượng của E đề bài cho chúng ta bằng 38,86. Được chưa? Vậy mình sẽ có khối lượng của nước 38,86. 38,86 trừ đi 0,02 nhân với lại 46, trừ đi 0,02 nhân với C3H4 là 72. Trừ đi 0,26 nhân 74. 38,6 này trừ 0,2 nhân 46. Trừ đi 0,2 nhân 72 trừ đi 0,26 nhân bằng âm 16,5 chia 18 bằng âm, ô âm này lẻ, chỗ này bấm sai rồi. 38,86 này trừ đi 0,2 nhân 46 này. Trừ đi 0,2 nhân anh này là 72 này. Trừ đi 0,26 nhân đi 74 chia 18 bằng, ô vẫn lẻ. Vẫn bấm lỗi. Bấm lỗi thế nhỉ? À, anh này là 45 cộng 246 này. 0,2 nhân với này. Đáng nhất là 74 thì anh này là 72 này. 0,26 này nhân 74 này bằng này chia 18 này bằng này. Ơ số mol của thầy sao lẻ thế nhỉ? Số mol của thầy lẻ quá. Sao lẻ nhờ? Hay bấm lại một lần nữa. 38,86 trừ đi này 1 cộng 45 46, 0,2 nhân 46 trừ đi 0,2 nhân mở ngoặc đơn này, CH3 là 24 cộng 3 cộng với CO là cộng 45 đúng không ạ, trừ đi này 0,26 này, vừa nãy nhân với phân tử khối của thằng này là 74. Vẫn vậy. Ô lẻ thế nhỉ? Chia 18 lẻ lắm. 0,221. 0,221 lẻ lắm các em ạ. Cực kỳ lẻ luôn. Lẻ toác luôn. Lẻ toác luôn đấy. Quái lạ. Mình có xem nào. Bấm lại lần nữa. Nhân với mở ngoặc đơn này 14 cộng 13 cộng với 45 này. Cộng với này 0,26 này. Nhân 74 này. Được chưa? Ok chưa? Sao vẫn lẻ nhỉ? À, chỗ này của thầy dữ kiện sai. Anh này khả năng cao, đề này chỗ này bị sai dữ kiện rồi. Câu 73 thì sai dữ kiện rồi, chỗ này phải sửa là 38,34 cơ. Chỗ này 38,34 các em ạ. Nhá. Chỗ này 38,34 cơ. Khối lượng E ấy. Đấy. Thì trừ đi 0,2 nhân 46 trừ đi 0,2 nhân 72 trừ đi 0,26 nhân 74 bằng chia 18 bằng, đây này, âm 0,25 mol. Được chưa? Đây bài hỏi cái gì? T. Khối lượng T có trong E. T là 2 ST. Vậy mình cần tìm số mol T. Số mol T có phải bằng là trừ số mol của nước chia 2 không ạ? Vậy là bằng 0,25 chia 2 bằng 0,125. Vậy khối lượng 0,125 nhân với phân tử khối của T. Đây T rồi. Nó đây này. 45 cộng với 14 cộng với 27 cộng 44 cộng 13 cộng 15 bằng 19,75 ạ. Đáp án đúng đáp án B. Ngon lành cành đào. Ngon lành cành đào ạ. Câu cuối cùng 10 điểm các em ạ. Lấy 10 nhá. 80. Câu cuối cùng ạ. Câu 80 ạ. 80 đơn giản mà. 80 đơn giản. Hỗn hợp E gồm Fe này, Fe3O4 này,
FE2O3 này và FES2 này, nung 18,96 này, trong bình kín chứa này, oxy này, 0,245 này, thu được này, SO2 này, 0,15 này, chất rắn X này, quy đổi FE và oxy cho dễ. Được chưa? Chỉ gồm FE và các oxit, do FE dư nên oxy đã phản ứng hết. Được không ạ? Bảo toàn khối lượng thì mình tìm được khối lượng chất rắn X 18,96 trừ đi 0,15 nhân, trừ đi 0,15 nhân phân tử khối SO2 là 32 cộng 32 bằng 9,36, chất rắn X bằng 9,36 gam. Được chưa? 18,96 trừ đi 0,15 nhân 32 cộng 32. Có đúng là 0,15 không ấy? Đây 0,15 mol khí mà. Đúng không? Bình kín chứa, à còn chưa cộng với oxy này nữa này. Cộng oxy 0,245 nhân 32 nữa bằng 17,2 gam. Đấy, tí quên. 17,2 gam ạ. Ok nhá. Ra được mấy x. Hòa tan hoàn toàn x. HCl 14,6%. Thu được hydro 0,1 và dung dịch y chỉ chứa các muối, về khả năng cao y chúng ta sẽ chứa FeCl2 và FeCl3. Cho lượng dư AgNO3 vào y thì mình sẽ thu được kết tủa AgCl và kết tủa bạc. Đúng không ạ? Đặt FeCl2 là A, FeCl3 là B, thì kết tủa AgCl ở đây nó sẽ là 2A cộng 3B, và kết tủa bạc ở đây nó sẽ là A thôi. Khối lượng kết tủa đề bài cho rồi, 102,3. Vậy mình sẽ có mối quan hệ đầu tiên về khối lượng kết tủa nhá. Mối quan hệ đầu tiên về khối lượng kết tủa mình sẽ có đây, 108A cộng với bạc 108 cộng 35,5 bằng 143,5 nhân với 2A cộng 3B thì bằng 102,3. Xong phương trình thứ nhất. Mình sẽ có trong dung y này sẽ có nước nữa, thì có phải là số mol nước nó chính bằng là số mol oxy trong X không? Đặt oxy trong X là C, thì mình sẽ có là khối lượng của X nó sẽ chính bằng đây, anh này là A cộng B 56 nhân với A cộng B cộng với 16C thì bằng 17,2. Đúng chưa? Ok chưa? Bảo toàn E. Bảo toàn E. Thì sắt này của chúng ta từ sắt 0 cùng đến sắt dương 3 đúng không? 3 nhân A cộng B thì bằng này, oxy 0 với oxy trừ 2, 2C cộng với bạc, bạc là A cộng với hydro 0,1 nhân 2. Đấy, đến đây mình giải được ABC 913 108 cộng 143,5 nhân 2 bằng 1. Các bạn bấm mốc máy tính của thầy với nhá. 43,5 nhân 3 bằng 0 bằng 102,3. Các em bấm máy tính của thầy cái này vậy. Ui trời ơi, ngại quá, đến lúc này thôi nhờ các em bấm hộ. Ra rồi đấy ạ. Các em bấm hộ thầy xem A bao nhiêu, B bao nhiêu, C bao nhiêu. Những câu này rất dễ. Bấm máy tính của thầy vậy ạ. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu ạ? Bấm máy tính giúp thầy vậy ạ. A bằng bao nhiêu ạ? B bằng bao nhiêu ạ? C bằng bao nhiêu ạ? Các thanh niên bấm vào thầy với. Khẩn trương nào. Bấm vào comment cho thầy với. Đáp án gì ạ? Nào bấm máy tính của thầy vậy ạ. A bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu ạ? A bằng bao nhiêu ạ? Ôi bấm máy tính của thầy. Ôi các thành viên ơi bấm máy tính. Đừng lười. Đừng lười ạ.
Là 30 tiếng người. Rồi ok, thank you. A bằng bao nhiêu đây ạ? 0,15. B bằng 0,1 và C bằng 0,2. Rồi cảm ơn em. Xong rồi đấy. À đây, ABC đề bài hỏi cái gì đó. Đồng phần trăm FECL3 có trong Y. FECL3 đây, B này 0,1. Thằng này là bằng 0,15. Nước thì bằng C là bằng 0,2. Xong rồi. Đúng không? Vậy mình sẽ có này, số mol HCl của mình. Phải tìm được số mol HCl. Số mol HCl của mình ấy thì có phải là chính bằng là 2 lần số mol H2. Số mol HCl bằng 2 lần số mol H2 cộng 2 lần số mol H2O không ạ? Và nó sẽ bằng này. Và nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? Và nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? 2 nhân với H2 của chúng ta là 0,1 cộng với 2 nhân với H2O của chúng ta là 0,2 bằng 0,6. Đây, 0,6. Số mol HCl là 0,6 nhá. Vậy mình sẽ tìm được mờ dung dịch Y sẽ bằng này, 17,2 cộng với MHCl là 0,6 nhân với 36,5, đây là 14,6%, chia cho 0,146 trừ đi hydro bay đi là 0,1 nhân 2 thôi, bằng 17,2 cộng 0,6 nhân 36,5 chia 0,146 trừ 0,2 bằng 167. Vậy đề bài hỏi chúng ta là phần trăm của FECL3. 0,1 nhân 1 đơn 56 cộng với 35,5 nhân 3 đóng 1 đơn chia cho 167 bằng, nhân 100% bằng, kết quả bằng 9,73%. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok. Các em thấy không ạ? Chúng ta đã vừa ăn chọn 10 điểm. Chúng ta vừa ăn chọn 10 điểm hack để dự đoán chuẩn trúng tủ của thầy mình. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cho đến giờ phút này. Và như các bạn và các em đã thấy biết là trong quá trình dạy thầy đã phô cho chúng ta những kỹ năng và hướng dẫn cho chúng ta để giải các bài khó. Thực ra đây là thầy hướng dẫn các em, còn nếu mà thầy giải được còn nhanh hơn nữa. Đúng không ạ? Rất là mong muốn rằng là với cái kỳ thi sắp tới các em có thể đạt được kết quả thật thật cao, xứng đáng là học trò của thầy Minh Mierlin. Rồi ok, rất là cảm ơn tất cả bạn và các em.